chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục review game của GameHub.vn. Hôm nay chúng ta hãy cùng trải nghiệm một tựa game có tên là Race The Traffic. Có lẽ là nghe tên thì có nghĩa là các bạn đã đoán ra đây là game đua xe rồi. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng chọn kiểu xe cũng như là màu sắc của xe. Để chọn được những kiểu xe này thì tất nhiên là sẽ không free rồi, mà các bạn sẽ phải mua những cái chiếc xe này thông qua tiền mà các bạn kiếm được qua từng ván chơi. Còn đối với màu sắc thì chúng ta sẽ được chọn free, như ở đây cũng có màu trắng này, màu xanh này, mình sẽ chọn màu vàng sọc đen nhé. Bên phải màn hình là các thông số của xe, bao gồm có tốc độ này, độ nhạy của tay lái cũng như là độ lẹ của phanh xe. Thì cũng như là kiểu xe thì các bạn sẽ phải nâng cấp những chế độ này bằng tiền mặt qua từng ván chơi. Tựa game này thì có 3 thể loại chơi, bao gồm có đường đua một chiều, đường đua hai chiều và đua hai xe. Chúng ta hãy cùng thử đường đua một chiều với chế độ ban ngày nhé. Hiện tại các bạn có thể thấy trên màn hình là các thông số khi đua xe, bao gồm có thứ nhất là về điểm số là tất nhiên rồi, thứ hai thời gian thì ở đây là đếm ngược, khi hết thời gian đồng nghĩa với việc là các bạn đã thua. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy là bên trái màn hình còn có thanh công cụ màu xanh, mỗi lần đâm xe thì cái thanh này sẽ giảm đi một ít. Và khi bức thanh này xuống tận màu đỏ thì có nghĩa là các bạn phải kết thúc cuộc chơi đó rồi. Bên phải ngoài ra còn có một số thông số như là khoảng cách này, tốc độ đua của các bạn. Có thể thấy bên phải là cái máy quay, thì khi các bạn đua xe các bạn sẽ quay lại để xem lại quá trình đua xe của mình như thế nào. Điểm đặc biệt của game này đến từ việc một số thông số như là tay cầm này, phanh xe cũng như là tốc độ được điều chỉnh thuận theo từng người chơi. Ví dụ như mình đang chọn chế độ LBA chẳng hạn, thì chế độ này sẽ có điều chỉnh trái phải trên màn hình và phanh xe. Ngoài ra tốc độ là yếu tố sẽ được điều chỉnh một cách tự động. Nhưng mà với phần đầu tiên BA thì chế độ này lại có yếu tố trái phải, yếu tố tự động, các bạn có thể lắc màn hình để điều chỉnh trái phải. Và nhấn ga thì tất nhiên rồi, nhấn ga và phanh sẽ là yếu tố hiện trên màn hình. Mình sẽ quay trở lại với yếu tố đầu tiên nhé. Có lẽ là mình sắp thua rồi, bởi vì thanh màu đỏ bên trái nó đã bắt đầu còn rất là ít. Đây là thông số khi kết thúc trò chơi. Điểm số sẽ được chuyển thành tiền mặt. Ví dụ điểm số của mình là 5994 chẳng hạn, thì sẽ chuyển với 3 con số đầu. Với chế độ chơi hai chiều tất nhiên sẽ khó hơn vì có nhiều vật cản hơn. Hãy thách thức ở với chế độ khó hơn nữa, đó là đua xe. Khi mới chơi trò này thì mình cảm thấy rất ức chế khi chơi, bởi vì cái xe này luôn luôn chèn ép và không cho mình tiến lên. Và đặc biệt là nó còn kiểu như là đâm phía trước để những cái xe còn lại sẽ đâm phải mình ý. Thì như thế thì nó sẽ giảm tốc độ này, cũng như là làm cái thanh công cụ kia chuyển sang màu đỏ. Tuy nhiên thì các bạn sẽ không phải tức giận lâu đâu, bởi vì là khi các bạn nâng cấp được những cái thông số mà phần đầu mình đã nói ấy, thì những thông số này sẽ giúp các bạn thắng một cách dễ dàng. Bởi vì nhất là khi nâng đến mức max ấy, thì cái xe này chả là gì cả. Ở đây có high speed cũng có thể giúp cho chiếc xe của bạn đua nhanh hơn, cũng như là có điểm số cao hơn. Bên phải màn hình còn có khoảng cách, còn 5 cây nữa chúng ta sẽ kết thúc cuộc đua. Và có lẽ là mãi mà không thấy nó đâu cả. Nhớ là chú ý tránh xe nhé. Hãy thể hiện khả năng tránh xe điêu luyện của bạn. Không biết là những kiểu game này có giúp lái xe tốt hơn không nữa. Những cái xe tải này nên tránh, bởi vì mỗi lần nó mà đổ thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian của các bạn. Điểm số cũng được nâng tùy theo tốc độ cũng như là khoảng cách. Lần này có vẻ khá hơn, tất nhiên là khó hơn rồi. Còn một chế độ nữa đó là chế độ chơi ban đêm. Tuy nhiên thì các bạn hãy cùng tự trải nghiệm game và cảm nhận không khí kích thích của game này nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong phần review game của GameHub.vn lần sau. Để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về làng game mobile trong nước và quốc tế, các bạn có thể theo dõi tại website fanpage của GameHub.vn. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.